hay nhất mà chúng thời đó chưa thấy ở Việt Nam dạy qua. Mà hầu như cái này là cái điểm chú chốt của một cái con người khi lớn lên ở nước ngoài. Cái đó gọi là critical thinking. Critical thinking có nghĩa là independent thinking, cái suy nghĩ để mình tìm tòi được một sự việc đó đúng hay không. Thí dụ, ta nói mình thở vào air. Ở đây người ta dạy như vậy, cái đó mình phải tự chính coi đúng hay không. Có phải thật sự mình thở vào cái air hay không? Critical thinking không phải là mình nghe cái gì người ta nói mình lặp lại. Không phải là học thuộc lòng để trả bài, ở xứ sở này nó khác nhau chỗ đó đó. Học thuộc để hiểu và áp dụng lên cuộc sống của mình. Và critical thinking đó là một cái nền tảng để tạo cho đất nước này càng ngày càng mạnh hơn là cái chỗ đó. Từ mẫu giáo cho tới lúc đại học đều dạy cách critical thinking và cái independent thinking của mỗi con người. Và lớn lên ở đây chú được lucky là được dạy cái đó từ sớm. Cho nên bởi vì chú khuyên như vậy, tất cả mọi thứ trong đời, chuyện con đọc internet hay là chuyện người khác coi con nói con nghe, nói có đúng hay không, tìm tòi có đúng hay không, và trước khi mình cho nó lọt vào cái lỗ tai mình, tại cái đó có quan trọng, mình phải là người kiểm soát cái lỗ tai của mình. Ok.